Anh trai C2 tập 12, vì sao anh Tú Atus lấn lướt anh Tú Voi Bản Đôn? Chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc Anh trai C2 có sự tham gia của hai nghệ sĩ cùng tên anh Tú, diễn viên anh Tú Atus và quán quân ca sĩ mặt nạ The Mask Singer Việt Nam 2023 là anh Tú Voi Bản Đôn. Khi tham dự ca sĩ mặt nạ năm 2023, dưới lớp hóa trang của mascot Voi Bản Đôn, anh Tú gây bão khắp các nền tảng mạng xã hội bởi giọng hát đẹp, quãng rộng đầy cảm xúc. Nhờ có hiệu ứng của Voi Bản Đôn, hàng loạt ca khúc được chia sẻ rầm rộ, tiêu biểu trong đó có Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng. Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng còn được ví là bản hit của năm sau khi Voi Bản Đôn trình diễn tại ca sĩ mặt nạ. Anh Tú luôn được ngợi khen về chất giọng, phong thái điềm tĩnh khi trình diễn, cùng cách hát đầy cảm xúc, phô diễn được quãng rộng và kỹ thuật thanh nhạc. Thế nhưng khi đến với Anh trai C2, anh Tú Voi Bản Đôn bị lấn lướt bởi hàng loạt cái tên mà trước đó số đông khán giả ít biết đến. Có thể kể đến như dàn rapper Niqab, Hurricane hay ngay cả một diễn viên như anh Tú Atus. Anh Tú Atus, tên thật là Bùi Anh Tú, sinh năm 1993, từng ra mắt các sản phẩm âm nhạc nhưng anh được biết đến chủ yếu qua vai trò diễn viên. Anh Tú tham gia nhiều dự án điện ảnh có doanh thu cao như Cua Lại Vợ Bầu, Siêu Lầy Gặp Siêu Lừa. Nhưng ở cả điện ảnh và âm nhạc, anh Tú chưa có được dấu ấn riêng. Anh Tú Atus luôn bị chê về đài từ và diễn xuất khi tham gia phim ảnh. Với âm nhạc, những ai theo dõi Anh trai C2 sẽ hiểu vì sao anh Tú Atus chưa thể bật lên. Bùi Anh Tú sở hữu nhiều kỹ năng từ hát, nhảy, rap, thẩm âm, chọn bài, nhưng mọi kỹ năng đều ở mức vừa phải, đủ dùng. Anh Tú Atus không có được sự nổi bật với rap như Hiếu Thứ Hai, Pháp Kiều, Hurricane. Về giọng hát, anh Tú Atus không sở hữu chất giọng nội lực, sáng đẹp như Đức Phúc, anh Tú Voi Bản Đôn hay Quân AP. Khi trình diễn, anh Tú Atus không thể sánh về vũ đạo với Dương Đô Mích, Hùng Huỳnh. Thế nhưng với cá tính cá nhân riêng biệt, khả năng hoạt khẩu, hài hước, anh Tú Atus vẫn là cái tên nổi bật bậc nhất ở Anh trai C2. Hiếu Thứ Hai từng hài hước nói với đại ý, anh Tú Atus là nhân tố rất cần thiết ở một chương trình đề cao tính giải trí, phong bạt. Isaac cũng cho rằng là đội trưởng không cần phải hát hay nhảy giỏi, bởi anh Tú Atus có gì đâu. Anh Tú Atus tuy không có kỹ năng nào nổi trội, nhưng được đánh giá cao về khả năng dẫn dắt team. Lần nào giữ vị trí đội trưởng, anh cũng thể hiện sự nỗ lực để đưa nhóm giành thứ hạng cao. Ở trận chung kết, anh Tú Atus tiếp tục là đội trưởng và đội của anh đang được đánh giá là đội mạnh nhờ có 3 thành viên Isaac, Hurricane và Ryder. Trong khi đó, anh Tú Voi Bản Đôn, tên thật là Nguyễn Anh Tú, sở hữu giọng hát đẹp nhưng tính cách hiền lành, ít thể hiện chất riêng, lại đang bị anh Tú Atus lấn lướt về đội nhận diện. Khi anh Tú Voi Bản Đôn giữ vị trí đội trưởng, đội của anh đứng cuối về điểm số, khiến nhiều thành viên rơi vào nguy hiểm, cuối cùng hai người bị loại. Được biết, anh Tú sinh ra tại Hà Nội và sau đó gia đình anh chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013. Mặc dù không được sự ủng hộ mạnh mẽ từ gia đình, nhưng niềm đam mê với nghệ thuật đã thúc đẩy anh Tú tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật. Mặc dù có vẻ ngoài hiền lành, ấm áp, đồng nghiệp chia sẻ rằng anh Tú mang một tinh thần trầm tính. Thời gian học tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, anh Tú đã tích cực tham gia vào các dự án diễn xuất để tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, sự nổi tiếng thực sự đến với anh Tú qua vai diễn đầu tay trong bộ phim Hà Nội Em Yêu Anh vào năm 2013. Với diễn xuất tự nhiên, đáng yêu và ngoại hình cuốn hút, anh Tú đã nhanh chóng chiếm được tình cảm của khán giả và có nhiều fan hâm mộ. Anh còn được so sánh với diễn viên Cổ Cự Cơ và được gọi là Cổ Cự Cơ Việt Nam. Bộ phim Hà Nội Em Yêu Anh đánh dấu bước đệm quan trọng cho sự nghiệp diễn xuất của anh Tú, giúp anh thể hiện tài năng và tiến vào trái tim của khán giả. Thay vì dừng lại ở đây, anh Tú quyết định quay lại tập trung vào học tập, diễn kịch và thỉnh thoảng tham gia các dự án điện ảnh của bạn bè. Sau khi tốt nghiệp vào năm 2015, anh Tú trở lại màn ảnh với bộ phim ngôn tình lãng mạn 4 năm 2 chàng 1 tình yêu. Mặc dù bị đánh giá trái chiều về kịch bản và diễn viên, phim vẫn đạt được thành công về doanh thu. Trong dàn diễn viên trẻ đẹp, anh Tú đã thể hiện khả năng diễn xuất đa dạng và ghi điểm với khán giả qua các cảm xúc khác nhau của nhân vật. Anh Tú đã thể hiện khả năng diễn xuất đa dạng qua các vai diễn như Kim Long, Gia Đình Là Số 1 với tính cách mặt dày và hài hước, hoặc trong Thập Tam Muội với hình tượng giang hồ ngủ ngáo. Tuy nhiên, anh Tú thực sự gây ấn tượng với vai diễn soái ca Quý Khánh trong Cua Lại Vợ Bầu, nơi anh thể hiện sự trưởng thành và lạnh lùng. Không chỉ diễn viên, anh Tú còn là một ca sĩ với chất giọng ấm áp và đặc biệt. Anh đã gây chú ý với bản cover Anh ơi ở lại, cũng như bản hit Nếu không là mãi mãi. Anh Tú trở thành đối thủ nặng ký của nữ ca sĩ Chipu trong lĩnh vực âm nhạc. Anh Tú luôn đặt tầm nhìn lâu dài cho sự nghiệp và tập trung vào phát triển vững mạnh.
anh khá khó tính trong việc lựa chọn các tác phẩm và chương trình phù hợp. Anh luôn xem việc duy trì uy tín cá nhân và tôn trọng chính mình là điều quan trọng để được người khác tôn trọng. Vào ngày 10 tháng 10 năm 2022, anh Tú và Diệu Nhi đã tổ chức lễ cưới tại Phan Thiết, Bình Thuận, thu hút sự quan tâm của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí Việt. Vào năm 2018, đã có việc những hình ảnh nhạy cảm liên quan đến anh Tú xuất hiện trên mạng xã hội lan truyền rộng rãi. Tuy nhiên, anh đã phủ nhận và cung cấp bằng chứng cho thấy những hình ảnh này chỉ là sản phẩm của việc cắt ghép. Đến nay, vụ việc lại tái xuất khi có người đưa ra lời đe dọa, có video liên quan. Người đại diện của anh Tú cùng anh Tú chính mình đã lên tiếng, nhấn mạnh rằng sự kiện đã diễn ra cách đây một thời gian dài và mong muốn việc này không tiếp tục lan truyền. Vào chiều ngày 10 tháng 10 năm 2022, tại một khu nghỉ dưỡng ở Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã diễn ra lễ cưới của anh Tú và Diệu Nhi. Cặp đôi này đã nhận được một loạt lời chúc mừng từ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong ngành giải trí Việt Nam như Trấn Thành, Ngô Kiến Huy, Ngọc Trinh, Sam và nhiều người khác. Trong những ngày gần đây, cộng đồng mạng đang xôn xao với thông tin đồn đoán về việc có sự rạn nứt trong mối quan hệ hôn nhân của diễn viên anh Tú và Diệu Nhi. Nguồn tin này bắt nguồn từ việc Diệu Nhi đăng tải loạt nội dung mang tông màu buồn bã, tiêu cực trên trang cá nhân của cô. Những câu nói như người ấy không thích bạn không phải vì bạn không đủ tốt, mà vì ngay thời điểm đó bạn chưa phải người họ cần. Trong tình yêu không có xứng hay không xứng, chỉ có yêu hay không yêu, đã gây chú ý của nhiều người. Người quan tâm đã để ý rằng thường thì Diệu Nhi chỉ chia sẻ những nội dung vui vẻ, hài hước trước đây. Thêm vào đó, cô cũng ít đăng ảnh của vợ chồng trong thời gian gần đây. Vào sáng ngày 18 tháng 8 năm 2023, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn được cho là từ diễn viên anh Tú, trong đó anh cố tình tán tỉnh một cô gái. Theo những bài viết, họ đã trao đổi tin nhắn từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023 với những nội dung như: có thấy nhớ anh không? Nếu là anh thì có đó. Có bữa nào em rảnh không? Vậy bữa nào em có muốn gặp không? Hay em có cảm tình với anh không? Trong phản hồi, diễn viên anh Tú đã chia sẻ, những thông tin đang được lan truyền hoàn toàn không có căn cứ. Chúng được cố tình tạo ra để ảnh hưởng đến hình ảnh của vợ chồng tôi. Phía công ty đang tiến hành liên hệ với cơ quan pháp luật để xử lý các bên liên quan lan truyền thông tin sai sự thật và thiếu xác thực. Anh cũng bổ sung rằng vợ chồng anh luôn duy trì tính kín tiếng về các vấn đề cá nhân, không bao giờ có ý định tận dụng những thông tin đồn đoán xoay quanh hôn nhân để tạo sự chú ý cho bản thân.